bản gốc đầy đủ hơn và không bị trùng lặp vào. Hãy liên hệ với họ 07082527999 ngay lập tức để được tư vấn thêm. Hãy lưu ý những bản nhà có tiếng chim tròn và có sở thú vườn nhỏ vân vân đều là những bản nhà được trải nghiệm thực tế, nên được bạn nói để tránh việc nhờn tiếng kém hiệu quả hơn hẳn những tiếng âm thanh bậy mà anh em thả trên mạng về. Nếu anh em thấy hay thì hãy like và subscribe đăng ký kênh trang mạng của em, để lại bình luận bên dưới và thêm ý kiến cho em để mình có thêm nhiều hơn. Lý do thịnh truyền nhạc vô là do bài này là bài mới nhất bây giờ, làm rất là hiệu quả nha anh em, chứ không phải giống như mấy cái tiếng mà anh em tải miễn phí trên mạng hoặc là một số anh em khác cho mình làm thì nó sẽ không hiệu quả. Lý do thuận tiện nhạc vô là do bài này là bài mới nhất bây giờ, làm rất là hiệu quả nha anh em, chứ không phải giống như mấy cái tiếng mà anh em tải miễn phí trên mạng hoặc là một số anh em khác cho mình làm thì nó sẽ không hiệu quả.